Xin chào các bạn. Thi Thiên 119 là một trong những đoạn kinh thánh dài nhất. Thi Thiên 119 có 176 câu. Và Thi Thiên này nói về giá trị của lời của Chúa. Và chúng ta để ý thì chúng ta sẽ thấy rằng Thi Thiên 119 có 22 phân đoạn. Phân đoạn là những cái chỗ xuống hàng cách nhau bởi một cái xuống hàng, cái khoảng cách giữa phân đoạn này với phân đoạn kia. Và mỗi phân đoạn như vậy là 8 câu. Mỗi phân đoạn đều 8 câu. Ví dụ như phân đoạn đầu tiên là câu 1 đến câu 8. Phân đoạn thứ hai từ câu 9 cho đến câu 16. Và đối với tiếng Do Thái thì mỗi cái chữ đầu của một phân đoạn nó là tương ứng với một cái ký tự alphabet, ký tự chữ cái của người Do Thái. Ví dụ như cái ký tự đầu của câu 1 là cái chữ alpha, là chữ A. Ký tự đầu của cái phân đoạn thứ 2 là câu 9 này, nó là cái chữ beta hay là chữ B. Như vậy chúng ta thấy rằng để học được lời của Chúa thì chúng ta có nhiều cách để học. Và một trong những cái cách để chúng ta ghi nhớ lời của Chúa đó là chúng ta viết Kinh Thánh. Và đây là một cái đoạn dài. Và chúng ta có thể viết chia ra, mỗi ngày chúng ta viết một phân đoạn Kinh Thánh. Chỉ có 8 câu thôi. Và như vậy thì 22 ngày thì chúng ta sẽ viết được hết Thi Thiên 119. Và trong lúc chúng ta viết là chúng ta vừa nhìn ở trong Kinh Thánh, chúng ta vừa đọc bởi bằng cái miệng của mình, và lỗ tai chúng ta nghe lời của Chúa, và cái tay của chúng ta thì chúng ta viết. Và khi chúng ta viết như vậy, chúng ta cũng nhìn vào cái chữ viết của chúng ta và nó in vào trong trí của chúng ta. Và khi chúng ta viết như vậy thì chúng ta cũng có cơ hội để suy nghĩ, suy gẫm lời của Chúa. Cho nên rất là ích lợi để chúng ta có thể viết Kinh Thánh Thi Thiên 119 trong vòng 22 ngày, mỗi ngày một phân đoạn. Và để viết thì chúng ta có nhiều cái loại tập để chúng ta có thể viết. Cái đơn giản nhất là cái tập học sinh. Tập học sinh thì chúng ta thấy rằng đối với các em học sinh cấp 1 thì cái tập có kẻ ô ly, và những em lớp nhỏ thì có 5 ô ly. Ở đây là cái 4 ô ly đây. Và nó có kẻ ngang, kẻ dọc. Còn đối với những em lớn hơn thì trong cái tập thì chỉ có kẻ ngang. Kẻ ngang thì nó sẽ đỡ rối hơn, nó sẽ dễ xem hơn. Và đối với những người không có muốn viết bằng tập thì chúng ta có thể viết bằng những cái quyển sổ. Những quyển sổ thì nó chỉ có cái kẻ ngang thôi, và nó nhìn nó rất là dễ nhìn, và chúng ta có cái lằn kẻ ngang thôi. Và về viết thì chúng ta có nhiều loại viết, và cái loại thông thường nhất là cái viết bi này. Ngoài ra nếu ai mà có viết chữ đẹp và chúng ta chú ý đến cái nét thanh, nét đậm thì chúng ta có thể viết bằng cái viết mực.